Chuyển sang phần thời lượng của chuyên mục phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, Nghị định số 136/2020 mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy năm 2013. Trong đó đáng chú ý có việc phân cấp đưa về các địa phương quản lý, duy trì hoạt động phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Phỏng vấn sau đây của phóng viên Hà Nội 18 giờ với đại diện công an quận Hoàn Kiếm sẽ làm rõ một số nội dung liên quan tới vấn đề này. Vâng thưa ông, một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 136 liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư có quy định rất rõ là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện. Xin ông chia sẻ rõ về nội dung này ạ. Theo cái điều 8 của Nghị định 79 năm 2014 trước đây thì đã có cái quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các khu dân cư. Tuy nhiên là để mà phân định rõ cái trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy thì ở cái Nghị định 136 năm 2020 mới đây thì là đã quy định rất rõ, cụ thể và cái phân định cái trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã và cái việc đó thì sẽ giúp cho cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ rất là thuận lợi trong cái quá trình theo dõi quản lý và đôn đốc để thực hiện tốt đối với cái nghị định này. Vâng thưa ông, vậy thì quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi ra sao đối với công tác quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư ạ? Trước đây thì chúng ta chỉ là phân định chung chung đối với các cái khu dân cư và các cái đơn vị mà tức là khu chung cư cũng như là khu dân cư thì nó sẽ có khác. Là thứ nhất là bây giờ là quy định đến từng hộ gia đình và cái đặc biệt là cái loại hình nhà ở kết hợp với kinh doanh. Bởi vì cái đặc điểm này thì nó trên cái khu phố cổ, phố cũ Hoàn Kiếm của chúng tôi thì cái loại hình này rất là nhiều. Và nếu như chúng ta chỉ cái phân cấp chung chung thì nó sẽ rất khó trong cái việc quản lý và cái việc chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố cháy nổ. Và trước đây thì cái việc mà phân cấp như này thì gần như là giao chung cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Tuy nhiên theo Nghị định 136 thì phân cấp rất rõ về đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Và từ đó thì cái trách nhiệm chính là phải Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Và cái việc mà chúng ta thúc đẩy cho cái vấn đề mà toàn dân phòng cháy cháy và thực hiện cái công tác phòng ngừa này được tốt hơn. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức người dân đối với công tác phòng ngừa các sự cố cháy nổ dịp cận Tết Nguyên đán 2022, Công an quận Hoàn Kiếm và Công ty Điện lực đã xây dựng đợt tuyên truyền các giải pháp phòng cháy hệ thống điện dịp cuối năm, kết hợp với kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn quận. Ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ. Điều đặn mỗi tuần một lần, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở tại quận Hoàn Kiếm lại tiến hành đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi mình sinh sống. Việc kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt tại từng hộ dân để kịp thời đưa ra những cảnh báo nguy cơ chập cháy cũng được lực lượng chức năng chú trọng. Em đánh giá ở đây các chị lên chú trọng công tác bảo dưỡng về phòng cháy cháy nữa. Và thứ hai là các cái đường dây điện các chị lưu ý trong quá trình sử dụng là tất cả các thiết bị điện mà đã cũ, hỏng lâu ngày thì các chị phải tổ chức thay thế, hoặc các cái đường lối mà có mô ve về tia điện ấy thì các chị phải thường xuyên kiểm tra để tránh cái trường hợp phát sinh cháy nổ. Tôi thấy cái công tác phòng cháy chữa cháy ở trong khu dân cư rất là quan trọng. Bởi vì sao? Nhất là ở trong khu phố cổ, nhà cửa thì san sát mà đa số các hộ kinh doanh thì đều bán hàng và bày rất là nhiều hàng hóa. Cái thứ hai nữa là cái khu phố cổ này là nhà dân là mật độ dân cư cao, mà nhà thì đa số là toàn nhà ống. Duy nhất chỉ có một cái lối thoát. Nếu mà xảy ra cái cháy nổ ấy, thì là nó cháy lan, mà đã cháy lan thì là quá nguy hiểm. Từ những buổi kiểm tra kết hợp tuyên truyền như thế này, những kiến thức cơ bản về sử dụng an toàn điện, những nguy cơ cháy nổ hiện hữu trong gia đình đã được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận chỉ ra để các hộ dân lập tức khắc phục. Đối với khu dân cư thì phường đã tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy cháy đến từng hộ dân, tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy cháy từng hộ dân, vận động người dân tạo lối mở đối với lồng sắt chuồng cọp. Nếu như hộ dân đó có cái lồng sắt chuồng cọp, vận động người dân trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Về cái thiết bị điện thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là thường xuyên kiểm tra các cái thiết bị điện, thiết bị tiêu thụ điện để tránh cái nguy cơ mô ve ngắn mạch gây chập cháy. Và trong cái thời điểm dịp Tết này chúng tôi
cũng khuyến cáo người dân trong cái việc đốt vàng mã và các cái việc sử dụng ngọn lửa trần, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hàn xì, hàn cắt. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy theo 3 tiêu chí: kiểm tra 100% nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh, tạo lối thoát nạn ở ban công và phá bỏ lồng sắt, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, 100% các lồng sắt đã được tháo dỡ, 95% các khu nhà ở kết hợp kinh doanh có bình chữa cháy tại chỗ và mặt nạ phòng độc. Đến nay, cơ bản các hộ gia đình trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng và chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, góp phần làm giảm các vụ cháy nổ xảy ra.